Chào 500 anh em Việt YouTubers. Khi có một công ty hay một nhãn hàng muốn nhờ mình quảng bá cho doanh nghiệp của họ ở trên kênh YouTube của mình, chúng ta thông thường vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì biết họ có nhiều tiền, nhưng mà cũng lo tại vì nếu mà mình báo giá cao quá thì người ta lại bỏ chạy mất, trong khi có hàng ngàn kênh YouTube ở ngoài kia cũng làm được như chúng ta. Trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một tip nho nhỏ để làm sao báo giá cho công ty một cách phù hợp, đồng thời có lợi thêm cho kênh YouTube của bạn, làm sao để chém cho người ta một cách đẹp mắt nhất mà cả hai bên cùng hài lòng. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem kênh, đừng quên nhấn nút đỏ và rung chuông. Đây là nơi chút bầu tâm sự của cộng đồng Việt YouTubers tự hào sáng tạo, đồng thời cũng là nơi Henry Fan cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của nền tảng YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi. 1,7 ngàn lượt xem, 6,1 ngàn lượt xem, tức là mới một video đổi thôi đúng không? Đó, trước đây đổi lên này, 2 ngày trước đổi lên này, 8 ngàn lượt Dạ đúng xem, rồi. bắt đầu được 3 video rồi đúng không? Dạ được 3 cái rồi. 4, 5 cái rồi. 5 cái rồi hả? Kéo xuống dưới nữa xem, Dạ. lúc đó là bao nhiêu lượt xem mỗi video nữa? 25 Ngay. ngàn, 22 ngàn, 25.000. 26 ngàn, 75 ngàn, 29 ngàn, 35 ngàn. Thế còn cái bếp nhà Kim Oanh kia là em làm từ thời nào? Cái bếp nhà Kim Anh là làm lâu lắm rồi anh, nhưng mà cái đó em không có làm nhiều, tuần em làm có 2-3 cái à. Còn 2 3 cái mà không nhiều. Thế là quá nhiều rồi còn gì nữa. Còn như cái làm mỗi tuần một cái à hay sao? À quên, mỗi ngày một cái à hay sao? Dạ cái này thì mỗi ngày một cái. Em chỉ làm về ẩm thực thôi à? Ăn gì đi đâu mà không thấy tên ăn không à? Dạ món ăn không mà. Tại vì làm này chủ yếu lấy quảng cáo bên ngoài Quảng cáo của ai? Mấy quán của đó hả? mấy cái nhà hàng á anh, Ừ. mấy ông quán á. Dạ Người ta liên hệ với em. anh ta liên hệ xong rồi xuống quay phim quảng cáo. Trình độ em quá chuyên nghiệp rồi. Anh nhìn sơ sơ mấy cái video, anh biết em rất là giỏi rồi. Mới nhìn tiêu đề với cả thumbnail là em đã thấy, anh đã thấy em hơn đứt các bạn khác rồi. Hèn gì mới làm có mấy tháng mà lên mạnh. Cỡ như em thì bây giờ em làm clip, à quên, em làm kênh nào chả lên. Anh nghĩ cái cách em làm sợ cái vốn em bỏ ra nó có nhiều quá không em, so với cái tiền mình thu được về. À thế mấy cái Dạ đúng quán rồi. đó nó có trả tiền cho em không hay là nó chỉ cho quay miễn phí thôi? Dạ có trả tiền nhưng mà bây giờ tụt view rồi. Nếu mà tụt view thì Tụt sẽ view không thì có lấy được quảng cáo lên đây. em, nhưng mà em bảo giá cho họ là bảo nguyên nguyên gọi là lâm sâm hay là bảo theo số view? Dạ báo thì người ta cũng nhìn số view đó anh. À, người ta nhìn sau đây, sau đây em bảo một cục đúng không? Dạ em báo khoảng 2-3 triệu một quán. 2 3 triệu một quán thế là rẻ nhỉ. Dạ rẻ à, tại vì view ít mà, chừng nào mà đẩy được khoảng 100-200 ngàn view thì mới lấy cao được. Thế bình thường là ra mỗi clip là ra được khoảng bao nhiêu? 20 ngàn à? Dạ khoảng 2 mấy ngàn tới 30 ngàn 30 ngàn mà thì 3 tính triệu cho đi 100 đồng view á, em tính một khoảng trăm đồng 100 một đồng view. view đây. Dạ. 100 đồng một view là cao rồi. Anh thấy các bạn toàn bảo có 50 đồng một view thôi. Dạ. Em bảo là tại vì cái kênh của em tương tác nó cũng tốt cho nên em bảo được. Nói chung là anh thấy giá khoảng từ 50 đồng cho đến khoảng 150 đồng là ok. Tùy theo Dạ. mức độ tương tác của kênh. Nếu mà là anh thì anh bảo theo view cho nó vui. Dạ, em cũng có nghiên cứu mấy kênh rồi. Toàn lấy từ 20 triệu. Ừ. Anh thấy ở Việt Nam hiện Dạ. tại các bạn toàn lấy theo gọi là lâm sâm ước ước, trong này lấy lâm sâm bảo giá ước ước vậy chứ cũng chả quan trọng là video sẽ được bao nhiêu view. Dạ, em cũng canh khung nó xong em chia ra lại video em lấy giá hợp lý một chút cho anh ta. Nhưng mà anh chỉ cho em một cách như này này,
một cách làm gì đối với các nhãn hàng, các quán nó có lợi hơn này, là em bảo giá cho người ta, em bảo cho người ta ba option. Tùng hiểu ý anh nói không? Bảo cho người ta ba option thì trong đó nhá, ví dụ như em nghĩ cái option ví dụ như 2 triệu làm một video nhá, là cái mức giá em làm thấy ok nhất nhá, là được nhá, tạm được hiện tại nhá, đúng không? Yeah. Thì em sẽ bảo 2 triệu cho một video, xong rồi em bảo tiếp giá là 3 triệu hoặc 4 triệu gì đó cho 3 video. Em hiểu không? Xong em bảo tiếp 6 triệu cho 5 video chẳng hạn. Nhưng mà cái đấy thì con phải tùy cái mức độ sáng tạo của em nữa, cái khả năng sáng tạo của em nữa. Em phải nhìn một cái quán, em phải nhìn được nhiều góc nhìn giá trị, nhiều góc nhìn giá trị khác nhau. Đấy, thì mình làm sao để mình hướng đến cho người ta, tại vì như này, cái việc mà đi quay một ngày ấy cho một quán ấy, thì cái công sức, cái tiền em bỏ ra ấy, giữa 5 video với 1 video nó chênh lệch ít, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà như thế thì mình bán giá như thế thì mình cố gắng hướng đến người ta đến cái gói mà cái gói thứ hai hoặc cái gói thứ ba ấy. Em hiểu không? Để cho mình được nhiều tiền hơn, cùng một cái công mình bỏ ra mình được nhiều tiền hơn, cái đấy là cái thứ nhất. Nha. Còn tất nhiên là nếu mà người ta vẫn chọn cái số 1, cái gói nhỏ nhất, thì mình vẫn có tiền như bình thường, giống như gọi là em bây giờ vẫn vui vẻ làm cái chuyện đó mà. Đấy là cái lợi thứ nhất nha. Một điều mà em được nhiều tiền hơn, cái lợi thứ hai nữa ấy, là em tạo ra một series, một playlist ấy, tạo ra một series cho một quán, em hiểu không? Xong rồi các video nó sẽ đi qua lại lẫn nhau, nó đẩy view cho em. Em có theo dõi bà Tân Vlog không? Vậy có, em có theo, có coi mấy cái à? Không có coi nhiều. Không, thì coi để xem người ta tối ưu hóa thôi. Em thấy người ta chỉ dùng một từ khóa siêu cay khổng lồ mà lên không? Chưa. Em làm một series nhiều video giống nhau ấy, là nó sẽ có tác động đề xuất qua lại lẫn nhau rất mạnh. Em hiểu không? Giống như tâm hầm thì mình cứ từ khóa tâm hầm hết, mình cứ đi tâm hầm không hết luôn. Đúng rồi, cũng giống như thế. Nhưng mà đấy là thay vì mình đi tâm hầm, mình đi theo đề tài món ăn như thế, thì em hoàn toàn có thể áp dụng đối với một quán. Đúng không? Đấy là có hai cái lợi luôn, vừa vấn đề về cái chi phí sản xuất của em giảm nha, mà tiền của em nhiều lên nha, đúng không? Đấy là cái lợi thứ hai, nữa là cái lợi về view, về tối ưu hóa. Em hiểu ý anh nói không? Dạ hiểu ạ. Đề xuất qua lại lẫn nhau là một, với lại thứ hai nữa là khi mà em tạo ra một danh sách phát mà cùng một chủ đề ấy, thì khi khán giả tìm kiếm, khi mình tối ưu hóa tiêu đề của video rồi tiêu đề của playlist, khi khán giả tìm kiếm ấy, khả năng là video của mình nó sẽ áp đảo, em hiểu không? Với cả ngoài cái khi YouTube trả kết quả tìm kiếm ra, ngoài cái kết quả của video ấy, nó còn trả cả kết quả của playlist nữa mà. Ví dụ như em thử search tìm kiếm hướng dẫn sử dụng YouTube Studio Beta đi. Beta rồi enter. Đấy, cái clip trên cùng là của anh nha, đúng không? Em kéo, đúng rồi. Kéo xuống dưới đi. Kéo xuống nữa đi. Cái clip của anh tiếp này, thấy chưa? Kéo xuống tiếp đi. Anh làm nhiều clip giống nhau. Rồi, bây giờ để em thấy chưa, cái này là một playlist, là một kết quả tìm kiếm nữa. Tức là mình tăng cơ hội để mình hiển thị. Em hiểu không? Ngoài hiển thị video, mình hiển thị bằng playlist nữa. Bên dưới có nữa này, em thấy không?
Tức là ở trong cái kết quả hiển thị này, ví dụ như có 20 cái video chẳng hạn, thì video của mình hiển thị bao nhiêu lần, 4-5 lần, tại vì mình có 4-5 video giống nhau cùng tên như thế mà. Yeah. Cho nên là xác suất mình được click vào, tất nhiên là càng ở trên cao thì càng dễ được click vào nhất. Nhưng mà mình nhiều như này thì độ phủ của mình cũng cao hơn, đúng không? Dạ. Yeah. Chiều này biết chưa? Dạ, hiểu biết. Trang nghĩ chắc có cách chứ mình lấy mấy kênh khác mình tạo chứ cũng được mà. Mà lấy nhiều tài khoản mình tạo. Là sao nhỉ? Nhiều tài khoản tạo là sao nhỉ? Anh chưa hiểu. Lấy mấy kênh khác đó, mình tạo xong mình add video mình vô. Có cái từ khóa. À, tạo playlist đó, hả? Dạ, tạo playlist á. À, cái đấy thì anh không biết có hiệu quả không? Em thấy có hiệu quả không? Để bữa nào em thử, test thử mới biết được. Anh thấy là tạo ra playlist đấy, một là ví dụ như mình đưa video của mình, dùng kênh của mình luôn, đưa video của mình với cả nhiều video cùng chủ đề của các kênh lớn này, mình đưa vào một playlist. Hoặc là cách giống như em nói vừa rồi, cái sự liên quan giữa các video đấy nó cũng không được liên quan nhiều ấy, em hiểu không? Yeah. YouTube nó đo lường cái mức độ liên quan của các video bằng nhiều tín hiệu khác nhau, cho nên là cái việc mà mình tự tạo ra giữa nhiều kênh khác nhau như thế ấy, nó anh cảm giác như nó không được hiệu quả. Giống như em, cái cách mà em nói đó, các bạn làm rất phổ biến, nhưng mà khi mình tìm kiếm từ khóa nào trên YouTube ấy, những cái playlist mà gọi là user generated nó đâu có hiện ra nhiều đâu. Em thấy không? Nó đâu có hiển thị được đâu, mà toàn là chỉ có hiển thị những playlist của chung một kênh ấy. Thì nó mới dễ hiển thị hơn. Mà tất nhiên playlist của chung một kênh trong đấy mình cũng phải làm thống nhất, làm gọi là metadata nó thống nhất trong các cái clip đấy. Em hiểu không? Dạ hiểu ạ.